cũng là năm cầu thủ không có gì bất ngờ cả. Tiến Dương mang áo số 7, Huy Hoàng mang áo số 30, Thâm Hằng mang áo số 6. Đây là Kencho Buckley rất mạnh mẽ và khoảng trống sẽ mở ra cho Dương Bình An. Vẫn đang là một tiết tấu thong thả, Võ Kim Bản ném ba góc 45 độ, quỹ đạo tuyệt vời và 3 điểm từ Võ Kim. Kencho Buckley. Lần này đến lượt Tiến Dương bước ra, Dương Bình An. Bài chạy rất hay, bóng đến tay của Võ Kim Bản và như chúng ta đã đoán. 2 phút thi đấu đầu tiên, và bây giờ là Kencho Buckley phản công. Kencho Buckley có thêm 2 điểm nữa cho Kencho Buckley. Đây là Kim Bản, đột phá hay. Chưa có điểm cho Kim Bản, vẫn có rebound. Kencho Buckley. Kim Bản đây rồi, vẫn là Kim Bản ở góc 45 độ. Bóng lắc ra ngoài nhưng có rebound của Hassan. Hassan rất khỏe và 2 điểm đến Sài Gòn hết. 10-0. Bàn phủ đầu của Sài Gòn hết. Buffalo buộc phải tham bảo. Gần 4 phút thi đấu mà Buffalo không có được cho mình một điểm số nào. Trong khi đó Sài Gòn hết đã có 10 điểm. Chuyến này còn có chú Mẫn và cô Thảo, bố mẹ của Trương Twins và em trai là Jonathan. Theo kế hoạch thì Trương Twins cũng sẽ còn xuất hiện ở những thành phố khác trong thời gian tới để gặp gỡ người hâm mộ cũng như góp phần để thúc đẩy bộ không khí bóng rổ tại Việt Nam. Và vừa rồi thì ném tập trung chính xác của January. Kencho Buckley chưa vội ném, lại là Kim Bản có cơ hội. Liên tục chạy ống bồ và ném cháy rổ Hà Nội Buffalo. Võ Kim được quá nửa của hiệp đầu tiên. Osakwe, Tâm Định, phòng ngự hay. Kim Bản tỏa sáng ở cả hai đầu sân. Đường chuyền tuyệt vời cho Kencho Buckley và có điểm cho KB khi chỉ còn Võ Huy Hoàng nữa thì Buffalo thất bại trong những nỗ lực tấn công của mình. Đường chuyền rất tươi, đúng là Sài Gòn Hit đang thi đấu quá cháy vào lúc này. Một pha vừa Aleup làm nổ tung CIS nhưng Buffalo có vẻ cũng đang Henry phải ném tầm trung và tất nhiên ở dưới rổ không có cầu thủ nào của Buffalo có khả năng tranh rebound với Sài Gòn Hit. Hassan Thomas. Đây là bài mà Vĩ Quốc Việt đang muốn nhắc tới, rất chuẩn xác. Đúng là đã vào bài thì khó có thể trượt. 3 điểm và lại là rebound, đường chuyền nhanh. Kencho Buckley với một cú slam dunk. Hưng phấn hơn rất nhiều so với chính họ ở trận tập trung. Trận tập trung chúng ta vẫn thấy có không ít cổ động viên của Sài Gòn Hit nhưng tất nhiên điều đó sẽ không thể so sánh với bầu không khí ở CIS. Lúc này khả năng xoay sở của January và như thế là quá ít. Tiếp tục là Kim Bản, 3 điểm của Kim Bản. Trận đấu mà lá cờ vô địch thứ 3 liên tiếp được căng lên. Có quá nhiều lý do để Sài Gòn Hit chơi một game đấu thật tưng bừng. Và cướp bóng của Tiến Dương, tập trung của cái chỗ Oli và có lẽ sẽ là 2 điểm cho Tiến Dương. Dương Đại Bạc nỗ lực đột phá không thành công của Osakwe, đường truyền của Buckley và cơ hội quá thuận lợi cho Hoàng Tùng. Quá không nhiều. Còn 27 giây. Trên đồng hồ là khoảng 8 giây. Jenori tiến vào trong. Osakwe ném trước mặt Kencho Buckley và đó là 2 điểm của Osakwe. Từ đầu trận chúng ta chưa có dịp gọi tên Đinh Thanh Tâm. Và đột phá của Đinh Tiến Công và N1. Lê Quang vẫn chuyển bóng rất hay, cú ném 3 và chưa có 3 điểm cho Sandberg nhưng lại là rebound từ Hassan Thomas. Có thật. Sandberg hay cả Hoàng Tú đang ở trên sân. Kencho Buckley được rút ra nghỉ. Vẫn chuyển bóng rất hay, khoảng trống cho Tony Hoàng Tú và quá hay. Một hệ thống đang vận hành quá đỗi trơn tru. Đó là cầu thủ thứ 3 của Sài Gòn Hit thành công với khoảng 3 điểm trong trận đấu này. Đội đối đầu với Hassan Thomas. Osakwe. Ném khó của Osakwe và có thêm 2 điểm nữa. Bản bóng lại đến tay của Osakwe. Osakwe lắc sang trái. Osakwe lay up hay. Và đây là những phút mà Osakwe bắt đầu lên tiếng. Khi mà trên sân của Sài Gòn Hit đang có nhiều hơn những cầu thủ dự bị, Osakwe sẽ có nhiều cơ hội hơn cho những tình huống tấn công. Tâm Định vẫn là Tâm Định, cú ném trung bình, pha chăm sóc tốt ở trên vạch ném phạt.
và 2 điểm nữa cho Hà Nội. Lê Quang, người đã có field goal 100% trong trận khai mạc. Luân chuyển bóng tuyệt vời, quá hay. Một điểm số thể hiện sức mạnh, trước đó là những pha ghi 3 điểm. January cũng có điểm cho AJ. Bên phía Sài Gòn Heat thì đang cố gắng để rút ngắn được khoảng cách. Không. Ra ngoài cho January và đây là khoảng trống rất lớn để January có thể thực hiện một cú ném vào. Thêm 3 điểm nữa cho đội Buffalo và cách biệt đã được rút ngắn đáng kể trong hiệp đấu thứ hai. Tỷ số lúc này là 24-36. Trên phương diện của các khán giả trung lập thì đây là những tín hiệu tích cực khi mà chúng ta chờ đợi một trận đấu hấp dẫn thay vì thế một chiều quá sớm trong ngày hôm qua. Đó là cả Dương Minh Nga. Buckley. Dương Minh Nga đã có khoảng trống. Cho Buckley đang tiến vào trong và bây giờ mới là tình huống sai kích cho Dương Minh Nga. 3 điểm Buckley. Kendrick Buckley trở lại và trận đấu được thiết lập. Đang chơi với một tiết tấu khá chậm rãi ở hiệp 2. Buckley cú ném ba lắc ra ngoài nhưng lại là Hassan. Thêm một đòn rebound và thêm 2 điểm nữa cho Hassan Thomas. Phản công cho Buffalo. Buffalo sáng quê không được, vẫn còn. Đó là một pha bù giờ tốt của Đức Tiên. Chẳng cầu thủ sẽ còn hit một lần nữa, lại có một sự rebound. Phản công nhanh Hassan Thomas. Rất nhiều Hassan Thomas mang tới rất nhiều giải pháp ghi điểm. Ném tốt khi cần đánh cận rổ thì rất mượt mà. Có một cú thả rổ thành công của January. Dương Minh An. Phú Vinh. Bóng đến tay của Hoàng Tú. Buckley xin bóng. Buckley và Osakwe. Hassan Thomas đã bắt đầu bước ra vòng ngoài và quá đáng sợ Hassan. Anh có thể ghi điểm bằng mọi. Mới 4 điểm cho tới lúc này. Anh đang tỏ ra khá nguội tay. Đó là một tình huống lỗi điểm. Tấn công sẽ có cơ hội thực hiện thêm một quả phạt. Còn trước đó là field goal thứ 17 của January từ đầu trận. Nhưng anh chỉ thành cơ hội cuối để Buffalo cải thiện tình hình. Bóng trong tay của Osakwe. Cái chỗ Buckley rất nhanh. Nhưng bóng vẫn thuộc về Osakwe. Không còn nhiều thời gian. Osakwe bị kèm rất rát. Osakwe đẩy ra, Đức Kiên ném ba. Cú ném chính xác của Kiên Đăng. Kiên Đăng nhưng anh ném ba. Phía bên trái màn ảnh của quý vị và các bạn, còn Sài Gòn Heat là những người sẽ bảo vệ phần sân phía bên phải. January, mismatch cho January, đường chuyền tốt. Có 2 điểm khởi đầu hiệp đấu thứ 3 cho các cầu thủ. Nhắc đến tâm định liên tục như thời đỉnh cao của anh ở Catfish. Kendrick Buckley có bóng ở khu vực cận rổ. Có lẽ là phù hợp với thể trạng của tâm định vào lúc này. Người cũng sẽ khó có thể duy trì sự hiệu quả cả hai đầu sân. Tiếp tục là một cú ném tốt, lần này là đinh tiệp của số 34 bên phía châu thủ đô. Kendrick Buckley vẫn thoát đi dù bị double team. Phú Vinh và phản công tuyệt vời cả Hassan Thomas và Kendrick Buckley. Và ở mặt trận tấn công thì chúng ta cũng đã được thấy rất nhiều những cú ném clutch của Phú Vinh trong những trận đấu khó khăn của Sài Gòn Heat. Tấm đinh có khoảng trống và đây là cú ném 3 điểm. 3 điểm được ghi cho Hà Nội Buffalo. Hay thì các Farmers có quyền lạc quan. Nhưng vẫn còn đó lợi thế cho Sài Gòn Heat. Hassan Thomas đột vào trong. Cố gắng lấy rebound. Cũng anh dẫn bóng và đây là January. Lần này thì đã có điểm cho January. Heat vẫn có cách để có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu. Vẫn đang là những người nắm giữ lợi thế dẫn trước. Kim Bản. Đột phá từ Kim Bản. Có 2 điểm cho võ Kim Bản. Và lên rổ tay bị kèm bởi Kendrick Buckley thì không dễ ghi điểm. Buckley, lần này là câu trả lời của Kendrick Buckley trước mặt Osakwe. Tàng Sài Gòn Heat vẫn đang có cách để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tất nhiên, Kendrick Buckley thì vẫn là một bài toán cực kỳ khó giải cho mọi đội bóng tại VBA. January, đối đầu với anh là Hassan Thomas. Đã có điểm cho January. Nhưng chúng ta vẫn cảm thấy có... Từ đó đến nay thì anh lại chưa thể gia tăng thành tích cá nhân. Lần này là Osakwe và 3 điểm cho Hà Nội Buffalo. Sau đó thì chỉ một mình anh đơn độc giữa 3-4 bóng áo đỏ. Osakwe. Vẫn đang là Osakwe. Hơi đáng tiếc cho pha lên rổ của Osakwe. Và sau đó thì January là người đã mang về 2 điểm.
Kenzo Buckley. Vừa rồi chúng ta thấy khi có Phú Vinh và Hassan cùng ở phía trong thì việc tấn công cận rổ khó như thế nào. Dương Minh An, cú ném 3 điểm của Dương Minh An. Và Saigon Heat bóng đã trở về với cầu thủ Saigon Heat. Dương Minh An, Phú Vinh, Kenzo Buckley đang gọi yểm trợ và anh quyết định tự mình tiến vào trong and one cho Kenzo Buckley. Vừa rồi thì Phú Vinh đã dàn ra cánh và đó chính là khoảng trống để Kenzo Buckley tiến vào trong. Một mình anh vượt qua hai cầu thủ Buffalo. Trận đấu vẫn tiếp tục. Buffalo hơn người. Nhưng cú ném thì không chính xác, vẫn có rebound của Osakwe. Osakwe và Buckley. Pha contact layup tốt của số 25 bên phía chờ đợi những diễn biến cuối của hiệp 3. Cú đến Osakwe. Trước mặt là Buckley. January. Vẫn là January. And one cho AJ. Đây là January mà Buffalo sẽ rất cần ở phần còn lại ở trận đấu. Một ngày mà anh cũng đang gặp rất nhiều khó khăn cho Hassan, nhưng không phải tình huống vừa rồi. Kenzo Buckley rất nhanh. Vẫn là Buckley. Ở tốc độ cao thì anh vẫn tìm thấy Hassan Thomas. Thời gian sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc kết nối lối chơi với nhau. Osakwe quyết định tự mình đột phá. Và đó là 2 điểm cho Hà Nội Buffalo. Người chạm bóng cuối cùng trong tình huống vừa rồi là ai? Thì khá mượt Buckley. Và 2 điểm cho Buckley. Osakwe dẫn trước. Đồng hồ bắt đầu đếm giây. Osakwe vẫn đang quét radar. Làm gì đây? Osakwe không dễ để qua được Buckley. Còn 3 giây mà thôi. January, một cú deep three thành công của Anthony January. Tàu hoàn toàn có thể hy vọng có thể làm nên chuyện ở hiệp 4. Nhưng bây giờ họ cần phải thủ được pha bóng này. Phú Vinh. Rất đơn giản cho Phú Vinh. Việt đang là 10 điểm cho Saigon Heat. Osakwe. Osakwe ném trung bình. Chính xác. Rồi thật khó tin mới chỉ là field goal thứ 2 của anh kể từ đầu trận. Suốt cả hiệp 3, Tâm Đình không ném một lần nào. Đường chuyền quá hay. Và đó là pha lẻn xuống của Anthony Sandberg. Một ngọn núi mà Buffalo đang phải cố gắng tìm cách chinh phục. January rất cố gắng. Và vẫn là January, nhưng đến field goal thứ 2 cũng thất bại. Và lấy bóng tốt của Kiên Đăng. Rất hỗn loạn. Và như vậy là có and one. Ri là người có lợi thế. Là Kenzo Buckley bước ra. Cú ném của January hơi thiếu tay, nhưng vẫn là bóng cho số 44. Lại có 14 giây tấn công cho Buffalo. Osakwe tiến vào trong. Đó là dáng lên rổ đặc trưng của Osakwe. Đấy là Tiến Dương. Osakwe ném 3. Không có 3 điểm. Nhưng tầm cao của January giúp anh chiếm lợi thế. Và điểm cho Anthony January. Buffalo đang trở lại quá mạnh mẽ. 21 điểm cách biệt. Và bây giờ chỉ còn là 2 mà thôi. Và thậm chí có thể sẽ còn giảm đi nữa. Một điểm cách biệt mà thôi. Còn tới 6 phút 22 giây cho hiệp đấu thứ 4. Lê Quang. Bóng được đưa cho Kim Bản. Giờ là Kenzo Buckley. Có khoảng trống. 3 điểm được ghi. Đó chính là sự xuất sắc của Sài Gòn nào. Các tay ném của họ vẫn cực kỳ tự tin để thực hiện những cú ném vô cùng nhẹ nhàng. Đó là một gáo nước lạnh cho Buffalo. Nhưng đã đủ lạnh để họ nguội nhiệt hay chưa thì chúng ta phải chờ Tiến Dương trả lời. Với cú ném 3 cũng chính xác của Tiến Dương. Lại là cơ hội để Buffalo lần đầu tiên vượt lên ở trận này. January. Đưa bóng cho Osakwe. Cần yểm trợ. Switch sang Hassan Thomas thì cũng không dễ hơn là bao. Vẫn là Osakwe. Mất bóng rồi. Nhưng có Đức Kiên. Osakwe. Chưa được, January put back đăng và Hà Nội Buffalo vượt lên. Họ đã vượt qua một chặng đường rất dài để có được lợi thế này. Và đây là lúc mà ngưỡng mộ của Sài Gòn Heat cần phải nhiệt hơn nữa. Và cần phải có sự bùng nổ với những cú ném 3 như thế này của Lê Quang. Hai cú ném 3 liên tiếp của Lê Quang. Tiến công. Osakwe.
Osakwe không được, hơi đáng tiếc cho spin move vừa rồi của Osakwe, và cơ hội vẫn còn cho cầu thủ Hà Nội Buffalo. 3 điểm được ghi, không phải là 3 điểm and one, chỉ xếp sau Amir William của City Wing mà thôi. Trong một giải đấu tràn ngập những trung phong chất lượng ngoại binh thì Phú Vinh vẫn là người xếp thứ hai về chỉ số block. Đây là Osakwe, cú ném trung bình chính xác của Eden Osakwe, và lần này lại đến Buffalo. Cùng chờ xem liệu Hà Nội Buffalo có thể tận dụng được pha bóng này để gia tăng cách biệt cho mình hay không. Một đưa cho tiến công, đây là Tiến Dương, khoảng trống cho tiến công, chuyền vào trong Tâm Đình post up, và 2 điểm cho Tâm Đình. 3 điểm cách biệt khi thời gian chỉ còn 1 phút 35 giây. Đúng như chúng ta đã nói với nhau, Tâm Đình có tàng hình đến mấy thì vào Grand Slam anh vẫn là Tiến Dương. Không vội vàng, họ còn rất nhiều thời gian. Eden Osakwe và Buckley. Osakwe làm gì đây? Có yểm trợ của Tâm Đình. Dư Minh An, Osakwe cũng đã qua, và đây là January, lại là điểm cho Hà Nội Buffalo. Hà Nội Buffalo đang thi đấu cũng rất lạnh lùng. Họ không vội vàng và tận dụng rất tốt thời gian tấn công của mình trong pha kiểm soát bóng này để tiếp tục gia tăng khoảng cách. Hit vẫn sẽ là những người dẫn đầu cho bảng xếp hạng, nhưng trong bảng thành tích của họ cũng đã có thêm một thất bại. Sandberg, ném 3 của Sandberg cũng không có buzzer beater, và trận đấu khép lại với tỷ số là 92-83 nghiêng về phía Hà Nội Buffalo. Một trận đấu mà có lúc Hà Nội Buffalo bị dẫn sâu nhất là 21 điểm, nhưng họ đã lội ngược dòng thành công nhờ phong độ xuất sắc ở nửa sau của trận đấu này, đặc biệt là ở hiệp đấu thứ 4.